Thưa quý vị, mặc dù ngành du lịch đang phục hồi khả quan, tuy nhiên, doanh nghiệp du lịch vẫn đang đối mặt với nhiều nỗi lo về nguồn lực để phục hồi hoàn toàn hoạt động kinh doanh như thời điểm trước khi có dịch, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến đây, tất cả mọi hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn Đà Nẵng đều đã được khôi phục. Doanh nghiệp sau một thời gian dài gồng gánh chi phí vận hành do ảnh hưởng của dịch bệnh đã bắt đầu có lãi. Tuy nhiên, khi du lịch hồi sinh, doanh nghiệp rất cần nguồn lực tài chính cho công tác nhân sự, cũng như đầu tư mở rộng kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ. Vì vậy, Nghị định số 31 mới đây về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước được rất nhiều doanh nghiệp kỳ vọng, trông chờ để giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Ngân hàng nhà nước và chính phủ đã có một cái gói hỗ trợ vay ưu đãi về cái 2%, thì chúng ta làm sao chúng ta triển khai cái gói này càng sớm càng tốt và các cái thủ tục giải ngân phải được thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, khi mà chuyển đổi số đang là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao khả năng thích ứng và cạnh tranh của doanh nghiệp, thì nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố vẫn còn khá lúng túng trong việc tiếp cận các giải pháp về chuyển đổi số. Bên cái phân khúc khách sạn của chúng tôi là đang gặp khó khăn, nhất là về cái chuyên môn của nhân sự. Bây giờ chuyển đổi số nó cũng mới và cái chuyên môn của nhân sự về cái cách để sử dụng trên những thao tác trên tất cả những cái công nghệ đó, cho nên cái đó chúng tôi cũng đang có một cái chương trình để đào tạo nhân viên, nhưng mà trong cái giai đoạn này quá nhiều khó khăn. Nhằm hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp du lịch dịch vụ khôi phục hoạt động, thời gian qua Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã phối hợp với các ngân hàng hướng dẫn các doanh nghiệp về quy trình thủ tục thực hiện giảm tiền ký quỹ theo quy định, triển khai các chính sách thu hút khách mời, đồng thời tổ chức đào tạo tập huấn nghiệp vụ chuyển đổi số miễn phí cho doanh nghiệp du lịch, xây dựng sàn giao dịch du lịch trực tuyến. Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ đồng hành của chính quyền thành phố và ngành chức năng, vẫn rất cần sự năng động sáng tạo của chính doanh nghiệp phát huy sức mạnh nội lực để nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.